Xin chào quý vị và các bạn. Năm cũ sắp qua, chỉ còn vài tiếng nữa là bước sang năm mới. Không khí đón xuân Giáp Thìn đang tràn ngập mọi nơi. Và điều mà rất nhiều khán giả quan tâm ngay lúc này đó chính là thời tiết đêm giao thừa và những ngày đầu xuân năm mới sẽ như thế nào. Để giải đáp câu hỏi này, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với biên tập viên Thu Hương và chuyên gia của chương trình. Xin mời chị Thu Hương ạ. Vâng, xin chào trường quay. Thu Hương đang có mặt tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Và tại thời điểm này thì các cán bộ của trung tâm vẫn đang làm việc rất là tích cực để có thể mang tới cho quý vị những thông tin thời tiết tức thời và chính xác. Ngay bên cạnh Thu Hương chính là ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng Phòng Dự báo Thời tiết. Xin được cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ cùng với khán giả của VTC14 ạ. Và thưa ông là thời tiết trong đêm giao thừa sẽ có điều gì đáng lưu ý? Ông có thể chia sẻ tới người dân được không ạ? Khu vực Bắc Bộ tạnh ráo, cái nền nhiệt cái thời điểm thời khắc giao thừa thì nhiệt độ phổ biến từ khoảng 14-15 độ. Còn khu vực Trung Bộ thì chúng tôi dự báo là khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Tĩnh là cái khu vực mà thời điểm giao thừa là trời cũng tạnh ráo nhưng mà nó ở tình trạng mây nhiều. Còn khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi thời khắc giao thừa thì sẽ có những cái cơn mưa rào gián đoạn. Còn khu vực Nam miền Trung là khu vực từ Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận trong cái thời khắc giao thừa thời tiết cũng tương đối thuận lợi với cái mức nhiệt ở cái mức mát mẻ 23-25 độ. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì thời khắc giao thừa cũng như là mọi năm thôi, tức là nó vẫn ở cái tình trạng là không mưa và có cái gió nhẹ. Vậy thì thời tiết trong 3 ngày Tết cổ truyền thì sẽ như thế nào thưa ông? Có cái điều gì đặc biệt lưu ý so với năm ngoái hay không? Và liệu là cũng sẽ thuận lợi như vậy cho người dân du xuân không ạ? Vâng, cái thời tiết năm nay như đã nói thì miền Bắc là cái thời tiết tương đối rét, tức là có cái không lạnh về, đây là cái thời tiết ở miền Bắc trong 3 ngày chính Tết là rét đặc trưng. Còn khu vực Trung Bộ thì vẫn là tác động của không khí lạnh nên là khu vực Trung Bộ vùng trọng tâm là từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi sẽ có những cơn mưa rào nặng hạt, nhất là khoảng thời gian về đêm và sáng. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì trong 3 ngày chính Tết thì vẫn là cái tình trạng là ít mây vào ban ngày. Cái mức nhiệt đêm thì vẫn là rét nhẹ ở khu vực Tây Nguyên khoảng 16-18, Nam Bộ khoảng 21-23 độ. Và năm 2024 thì theo ông là cái xu hướng khí tượng thủy văn sẽ có những cái diễn biến như thế nào? Trong một cái năm mà chúng ta có 3 cái quy mô lớn là El Nino, trung tính và La Nina tác động thì chúng tôi nhận định là cái thời tiết của năm 2024 nó có khả năng còn biến động nhiều hơn so với năm 2023. Cái năm 2024 đầu tiên là cái tình trạng nắng nóng thì nó sẽ sớm và cái gay gắt hơn là 2023. Cái số lượng bão áp thấp nhiệt đới của năm 2024 thì nó sẽ cao hơn so với năm 2023 và sẽ ngang cái mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, tập trung vào đoạn nửa cuối của năm 2024. Cái giai đoạn đấy nó sẽ ảnh hưởng tập trung vào khu vực Trung Bộ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông và nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024 thì Thu Hương xin được gửi lời chúc mừng năm mới đến với ông Nguyễn Văn Hưởng cùng với các cán bộ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và chúc mọi người năm mới sẽ thật là nhiều sức khỏe và điều may mắn ạ. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với trường quay. Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Thu Hương. Thưa quý vị, như vậy trong những ngày Tết Giáp Thìn, các tỉnh miền Bắc có rét khô diện rộng, Trung Bộ có mưa rải rác, còn phía Nam vẫn mang đặc trưng của mùa khô. Lúc này thì những công việc cuối cùng đang dần được hoàn tất và chỉ còn ít giờ nữa thôi là đến thời khắc chuyển giao năm mới. Xin được kính chúc tất cả quý vị khán giả có một năm mới Giáp Thìn 2024 an khang và thịnh vượng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.